Hướng dẫn làm song loan và castanet bằng các vật liệu đã qua sử dụng. Các bạn cần chuẩn bị một miếng bìa cắt tông, một cái kéo, một cái bút để đánh dấu, dây buộc tóc hoặc vòng chun, hai nắp chai nhựa hoặc nắp chai bia, một cuộn băng dính. Đầu tiên, các bạn dùng kéo cắt ra một mảnh bìa cắt tông. Lưu ý, chiều ngang của mảnh bìa phải rộng hơn đường kính nắp chai từ 1 đến 2mm. Chiều dài mảnh bìa khoảng 14 đến 15cm. Tiếp theo, các bạn đánh dấu vị trí ở giữa, rồi gập đôi mảnh bìa lại. Các bạn nên xác định trước vị trí sẽ gắn nắp chai trên mảnh bìa. Sau đó, một tay giữ nắp chai ở vị trí đã xác định. Còn một tay cầm cuộn băng dính để gắn chặt nắp chai vào mảnh bìa. Gắn xong nắp chai thứ nhất, sẽ chuyển sang gắn nắp chai thứ hai. Như vậy, sản phẩm đã hoàn thành rồi. Khi chơi nhạc cụ, các bạn sẽ luồn vòng chun vào hai ngón tay để giữ và gõ nhé. Rất đơn giản, có phải không nào? Chúc các bạn thành công!